các bạn, mình là Phi Đốc đây. Và hôm nay mình sẽ review con bay Jet Jupiter Shield 130 Rubber Ball. Jet Jupiter là một con bay defense thuộc sở hữu bởi Dynamis, một trong những legendary player trong season 3. Jet Jupiter ra mắt lần đầu trong Random Booster Volume 8 của Metal Fight, và cũng là một trong những Random Booster mà mình đánh giá là có giá trị nhất trong Metal Fight luôn. Bởi vì ngoài Jet Jupiter ra còn 4 con bay khác trong anime, đó là Forbidden Ionis, Shrill Fox, Hellcrow và Shrill Lyra. Sau đây là phần review chi tiết về con bay Jet Jupiter. Thứ nhất, về phần face mode thì như các bạn đã thấy, cái face mode này được nhà sản xuất in lên luôn trên mặt. Và đây là một điều mình khá là vui, bởi vì mình không cần phải dán sticker lên cái Facebook này nữa. Thứ hai, đó là phần clear wheel của con Jet Jupiter, có tên gọi là Jupiter luôn. Phần clear wheel này, nếu các bạn để ý kỹ thì những hạt lấp lánh ở trong clear wheel thực chất là bột kim loại, giúp cho cái clear wheel có thêm cân nặng hơn. Tuy nhiên nó không được tròn cho lắm. Và hơn nữa, về cân nặng thì nó không bằng clear wheel của con Bu lẫn Cancer, mặc dù bọn nó không có bột sắt ở bên trong. Cho nên việc sử dụng nó trong những combo kiểu như là Stamina hay là Defense không phải một ý hay. Tiếp theo đó là Metal Wheel Jet. Metal Wheel Jet được kết hợp bởi hai phần, đó là phần Core và phần Frame. Phần Frame có 4 quả bóng uy sắt ở đây. Ở dưới phần frame được gắn bởi phần nhựa magneta ngăn cho những quả bóng bi sắt này ra ngoài. Phần core, như bạn thấy đây thì ở 4 phần cánh có 4 phần nhô lên như thế này. Và công dụng của nó chính là tạo ra hai mode của cái Fusion Wheel này. Và hai mode đấy là gì? Đó là mode Defense Mode và Stamina Mode. Khi mà giết trong Defense Mode thì 4 quả bóng này sẽ lại gần về phía trung tâm của Metal Wheel, giúp cho bay có thêm Defense và tăng thêm độ ổn định cho con bay. Và để kích hoạt được mode này thì các bạn phải lắp phần phải lắp 4 cái cánh này sao cho lọt vào cái lỗ của cái bi trên phần frame. Mode thứ hai đó là mode Stamina. Mode Stamina sẽ giúp cho 4 cái bi sắt được di chuyển tự do hơn, do nó không bị cố định bởi cái core của Jet. Về công dụng thì khi con bay quay ở tốc độ cao, những viên bi sắt này sẽ di chuyển ra gần viền của Metal Wheel, giúp cho con bay tăng quán tính, đồng nghĩa việc chỉ số stamina của con bay này sẽ tăng lên đáng kể. Và khi con bay giảm tốc độ quay của nó xuống, nhưng vòng bi sắt này sẽ quay trở lại cái vị trí trung tâm của Metal Wheel, thì công dụng của nó sẽ giống như cái mode thứ nhất, đó là mode defense, giúp tăng defense cho bay và cũng như là độ ổn định của bay. Nhược điểm lớn nhất của Metal Wheel này có hai nhược điểm chính, đó là thứ nhất, cái cân nặng của nó chỉ nặng khoảng 39.15 gram, nhẹ hơn so với những Metal Wheel Stamina, ví dụ như là Phantom khi nó nặng 40.31 gram và Dual khi nó nặng 42.3 gram. Và nhược điểm thứ hai đó chính là thiết kế không cân đối của cái Metal Wheel này, làm cho con bay có độ recoil cao và việc sử dụng nó trong những combo defense trong giải standard thường không phải ý hay. Tuy nhiên, Metal Wheel này lại không bị cấm trong giải Limited, khiến cho cái Metal Wheel này là một trong những Metal Wheel có chỉ số Defense cao nhất trong giải Limited Format. Và để chuyển từ mode Defense sang mode Stamina, các bạn cần gắn cái phần Core của cái Metal Wheel sao cho nó vào cái khe này. Và voila, đây là mode Stamina của con bay Jet Jupiter. Thứ tư đó là cái Track Shield 130. Và nếu các bạn đã thấy thì cái track này được bao bọc bởi một cái vòng. Cái vòng này thì công dụng của nó là tăng trọng lượng của con bay,
rất phù hợp cho những combo attack kiểu như là Flash hoặc là Varus chẳng hạn. Cuối cùng đó là Bottom Rubber Bow. Bottom Rubber Bow thì phần rubber của nó có màu hồng, khác hơn hẳn những bottom cao su khác như là rubber flat, rubber square flat, rubber sharp, khi phần rubber của bọn nó là màu đỏ. Cái bottom này là một trong những bottom defense tốt nhất trong dòng Metal Fire. Khi mà phần cao su này có mặt tiếp xúc khá là to thì độ bám sàn của nó sẽ rất là cao. Nhược điểm của cái bottom này thì bottom này sẽ trở thành một cái bottom attack khi mà phần cao su này bị mòn đến mức trầm trọng, khiến cho độ thẩm mỹ của bottom này sẽ bị giảm đi đáng kể. Cho nên các bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng nó. Bây giờ hãy cùng mình sử dụng nó trong một vài trận đấu Beyblade nhé. Tổng kết lại, đây là một con bay defense không quá là mạnh bởi vì do phần metal wheel và cái clear wheel của nó. Tuy nhiên, đây là một con bay mình đánh giá là giá trị nhất trong dòng Metal Fight bởi vì độ hiếm của nó. Cho nên đối với những bạn chỉ sưu tầm Beyblade thôi thì đây là một con bay đáng để mua. Cảm ơn các bạn đã xem phần review về con bay Jet Jupiter của mình. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.